Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ND Gaming. Và trong video này thì mình sẽ quay trở lại với cái game Forza Horizon 3. Ok, thì chúng ta sẽ tiếp tục với game này ha. Thì hôm trước nó mở rất là nhiều cái điểm đến đây. Mấy cái BR này mệt lắm ạ. À. Dạ. Không thiệt, mấy cái BR này mệt lắm. Mấy cái BR là các bạn chạy stun á, cực kỳ khó luôn. Nên là thôi mình làm cái qua đi. Khó chạy quá. Thì trước có nhiều bạn kia thôi, làm tiếp con Regera này đi rồi. In 400 meters, turn left. Cái điểm này có mới không ta? Super Paradise. Điểm này mình chưa đua, đúng rồi, chưa đua bao giờ. Đua thôi. À, nó cho mình lấy, bắt mình lấy SUV mình đua ha. Đây bao gồm có Mercedes-Benz G65, Land Rover, Range Rover Supercharged, Land Rover, Range Rover Sport SVR. Tiếp như vậy luôn, hai con vậy. Lamborghini Urus, Jeep Grand Cherokee, Jaguar F-Pace, con này chạy đã lắm nè. Cadillac Escalade ESV, BMW X5, BMW X6. Ui, 6 nhanh vậy, mạnh vậy. Bentley, Bentayga. Mình lấy con BMW chơi nha các bạn. Trước có nhiều bạn kia mình lấy con BMW. Bữa là có nhiều bạn kia mình lấy Mercedes-Benz với BMW thì ok. Bữa Mercedes-Benz rồi, hôm nay BMW chơi luôn. X6 nha. Tại X5 nó yếu hơn. Lấy X6 đi cho nó chất. Đua này là đua toàn là xe SUV không mà. Đang bị dính đầu rồi. Ây. Mình bị hụt khúc này rồi các bạn, mình bị hụt cái khúc này, mình không có ăn được cái điểm cờ vàng này, mình phải đi vô cái gì, đi vô giữa cái cờ vàng này nè. Đây nè, checkpoint á. Các bạn đi khúc này từng quá vậy. Lùi thêm nữa đi. Cái checkpoint đó. Mà mình khó chạy quá vậy. Trời ơi, khi nào tôi mới ăn nhất đây. Đây đường gì đâu không à. Đi nãy lấy con mẹ gỡ sắp lâm chạy cho nó đã. Không, bây giờ đường này đường vườn thì cái đứa X6 nó lại tỏ ra khá là nhanh. Là phun xong má ơi. Về đường trường á thì con X6 tỏ ra khá là nhanh. 7 rồi, con này chạy kỳ quá à. Con này mập chạy kỳ quá. Thiệt á, chạy đúng kỳ luôn, chạy nó khó sao á. Đây là cái trận đua mà tệ hại nhất của mình luôn, không đua biết bao nhiêu lần. Đầu thằng gì vậy ta? Như Cadillac thì phải á. Cảm vậy. Giống giống. Chuẩn rồi đúng đầu con Cadillac. Hay á, đồ hay á. Rồi
Ok, bây giờ mình có thế hơn rồi. Quý này chạy tốc độ cao, chạy biên cường thì ổn thôi, chứ không chạy cái đường này nữa. Thì mình nói sơ qua cái con BQ6 trong cảm giác trong này là vô lăng nó cực kỳ chậm luôn. Mình đánh lái mà nó không có được nhảy xe nó đi, cái hành trình của nó rất là yếu á, nó nặng xe quá đó, nó không có được nhảy nguyên vẹn, đó là vẹn viên nó không vẹo, hồi nó mới vẹo không vẹo ra rồi, rồi nó lại bị đi cái đứa kia cũng vẹo lại nữa, thành ra là nó lộn xộn vậy. Thích cha dùng cuối rồi. À, các bạn thấy không, vẹo cực kỳ chán luôn. Thôi thua rồi các bạn ơi, chiếc 2 rồi. Chiếc 6 rồi đi, chạy xít á. Mình đến hàng 2 rồi. Buồn quá, buồn. Start. Chọn lại xe được không? Chọn lại xe được. Option. À, không cho chọn lại xe hả? Cho chọn lại xe đi. Cho chọn lại xe đi. Tôi chọn lại xe đi, xe này chạy kỳ quá hả? Ban tôi chết đâu rồi? Cho đổi đi, lấy con số 6 là sai lầm rồi. Sai lầm. Ờ, mình lấy con nào đó không phải là bên Đức. Con Lamborghini Urus lúc trước mình chơi nhiều rồi cho nên mình không chơi con đó đâu ha, mình chơi con khác ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ mua lại cái này. Xe shit. Không được, con này tăng tốc nhanh, tăng tốc con này ở đường trường chạy đã lắm. Tăng tốc cũng trăm mấy à. Hành trình nó chán quá chán. Jeep, Urus, Land Rover. Mình lấy con Range Rover Supercharged này đi, hoặc là Mercedes-Benz này đi. Vô, bước đi. Để xem con này chạy nó có khác gì con kia không. Xem cái cảm giác lái nó có khác không à. Jaguar chạy đã lắm, Jaguar chạy đã, Jaguar mình chạy rồi. Thì mình không muốn, mình thử cảm giác mới thôi. Từ từ để mình chạy, mình đánh giá được, mình nói được sao đó. Mua được 73 tạng robot đi. Ok. Nhiều. Họ chọn xe nha bạn, xe xe xấu gì đâu nha. Con này nó còn nặng con kia luôn. Nặng hơn tiền luôn á. Nói chứ còn kia khó chạy hơn chứ. Mình nặng có cái hay nó chạy nhanh không được. Chạy nhanh không được thì dưới cua rất là ổn. Chạy nhanh đó, các bạn dưới cua mà nó không kẹt xe của mình sẽ trôi đi, mình sẽ không kẹt tốc độ. Nó kiểu như vậy đó. Đi đi xuống đại. Trời ơi, coi tầm nó vượt mặt. Có đến 5 nha các bạn, 6 nó cũng được. Đi đầu là con tính 6 hả? Quách được. Không, cái 6 trong này mạnh nhất á, cái 6 trong này là xe mạnh trong cái đám này. Tính theo kiểu động cơ rồi này kia sức mạnh xe thì mạnh hơn nhiều. Con đến 5 mà. Con đến 5 mà, không có 6 đâu. Đến 5 6 khác, cái đuôi nó khác lắm.
đó đuổi nó khác đó, không như con này. Mà chỉ biết con X5 nó không xăng. Win rồi. Sau một lượt chơi lại thì ok, đợt này mình đã win rồi. Con sau mình X5 đúng không nè, X5M Sago G65 X5 không có X6 luôn. Nhưng kiểu là con X6 nó đúng là nó không được phù hợp đuôi với đám này. Chơi này ghê cấn quá, khó chạy nó khó chịu, sao nó dễ bực lắm, xe nó chạy nó kỳ nó chung là dễ bực. Ok, mình đánh giá là như vậy. Rồi các bạn đợi xíu, mỗi lần mà đua xong thì nó phải đợi chút xíu nó mới lát xong nha. Bạn đợi chút xíu. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ tới cái đường đua phía trước này nữa. Em đua rồi nha. Sau đua rồi nó sẽ ra cái hình mất màu. Chúng ta mấy con như vậy phải đi cái đường mình nó út này, công nhận khó chịu quá. À, có cái này lúc trước mình đua rồi, giờ sẽ mở cái championship luôn. Này trước là mình đã đua rồi, bây giờ lấy cúp luôn. Đấy, chơi xe cơ bắp Mỹ luôn. Chevrolet versus Dodge. Chevrolet với Dodge. Hay. Oh, ok, Chevrolet mình, một là mình chơi Chevrolet, hai là mình chơi con Dodge hả? Không, ở đúng rồi, ok, một trong hai con mình chọn một trong hai hãng nha. Xe đây hơi bị ngon, S2 hơi bị dữ. Tôi có bản xe đó là gọi là xe là ăn tiền thôi đó. Đây, con này thì được có bên bên đám này, đúng không? Dodge thôi, còn bên cái đám nó Chevrolet này thì toàn là AC, không có nhiều, không có mạnh nhiều. Đấy. Rồi, con đâu đây? Đi. Mạnh nhất xe của mình 998 rồi, nó gần bằng con Koenigsegg luôn rồi đó. Xe này độ hơi bị dữ. Dodge Viper. Dodge không là hành chó rồi. Xe bắt chó. Chevrolet Camaro. Ấy có con chỗ xe cổ nữa hả? Championship Race. Yo. Đuôi này bị gây cấn. Chỗ cứng. Mới vô chưa gì rồi. Sao bị mặt dữ vậy? Thì công nhận chạy ghê nặng vậy, con này nó nhẹ hiều. Nhẹ như tơ vậy. Gòn gòn. Ở sao mình nghe nói mình con này nhanh vãi. Nhanh thiệt á, không có gì vừa đâu. Nhanh, nhanh thì có nhanh. Mà tại cái đám kia nó có cơ hội trước mình thôi. Đấy mà thấy không, hơi bị nhanh luôn á. Con này ngang ngửa ấy. Ngang ngửa con Koenigsegg rồi, đây nè, 300 mấy rồi nè. Ui, con này nhanh mấy chướng. Trời, đúng là đô lý vàng khác. Xe nhanh ra.
rộng ra. Không cái cờ đó là bị thua đó, cái cờ đó là bị đi lại đó. Không bị giường đó, không giường đó. Con này không bị cực bách nhiều á. Nó đã luôn. Đua là đua một chặng đường cho các bạn không có chơi kiểu mà đi theo dòng nữa. Đua League Cup là đua một chặng đường dài luôn. Còn 60% quãng đường rồi, còn 40% quãng đường rồi. Con này nhanh, hồi mình lấy con này mình tém mới được. Nhanh vãi chưởng mà xe được kẹt. Hai cái đường sọc đen rồi vàng. Dạ dạ dạ. Bậy rồi khúc này. Xe nhanh quá nó cũng khổ quá. Ta không kịp. Ta không kịp luôn. Đưa đua xong này đưa cho các bạn xem nó thấp phần trăm chưa giờ đua đang đua. Còn giờ mình nãy mình bật cho mình cũng không nhìn được chỉ chân á, mình nhìn đường không à. Con này nhanh. Dưới này nhanh, xe cực kỳ nhanh luôn. Con xe nhẹ, nhỏ mà gắn cái động cơ, nâng động cơ lên như vậy quá khủng khiếp. Super 08E. Còn con kia là con Gipper 99 rồi. Con này là 08 như kiểu là đã độ động cơ lên rồi. Rồi 998 rồi. Thêm chút xíu nữa thôi là nó lên 999 rồi. Đúng luôn rồi. Nhanh vãi lũ. Chạy đảo. Yeah. Độ mâm nữa cho rồi. Rồi bây giờ dắt xe ra test. Bây giờ các bạn đợi xíu nó load cái này. Mỗi lần nó đua xong nó load cái này lâu, cực kỳ lâu luôn. Cũng không biết tại sao nữa nhưng mà nó lát lâu thôi. Ok, xong. Mình đã đua xong cái này rồi. Cái điểm lúc nãy mình đua là ở cái điểm lúc nãy mình đua là ở đâu ta? Đây đúng không? Đây, cái điểm này của mình đua là đây. Đua rồi. Ủa đua rồi mà. Nó phát rồi mình chạy về là xem kỳ vậy, đua rồi mà. Đây bây giờ cho các bạn ngó nó thấp con này xíu ha. Này cái đồng hồ tua máy, này đồng hồ tốc độ, này là xăng. Này đồng hồ gì đó, đồng hồ gì đó, này là báo nước mát. Bên trong con này thì đơn sơ thôi, không có gì nhiều hết trơn á. Chạy thì nhanh cực kỳ. Con này vô cua rất là mượt nha các bạn. Nó nhẹ xe vô cua rất là mượt. Từ có cái đường kia nó bắn tốc độ mình. Mình phải đạt được tốc độ cao thì nó lên được 3 sao điểm mình sẽ nhận hơn. Cái đoạn đường này các bạn không được đụng xe nha. Chỉ cần chạy ngang thật nhanh thì mình cho nó bắn tốc độ mình thôi. Đây khúc này đây 264 lên được 3 sao rồi. Đấy, 3 sao. Đấy, lên được fan. Ây ây, trời ơi. Hung nhanh một tiếng, nói cho hung chơi gì đâu, hung bất ngờ. Rồi thấy 273 mà mình quẹo rất là đã luôn. Còn con này mình tắt chức năng đụng xe rồi nhưng mình không sao hết. Úi cha trời ơi à. Ấy thấy giống mình kìa. Cái thằng Flow Let's Cowboy này. Sẽ giống mình kìa. Ôi hai con cờ bắp trội nghe tiếng đảo quá. You have arrived at your destination. Super Paradise Ramai Sprint. Nơi complete rồi, còn championship là mình chưa có. Ok.
Bây giờ mình sẽ test biết con này ra đường chính. À đủ này tiếp các bạn. Chơi không? Tiếp. Turn around when it is safe to do so. Mình xem nó cho mình được con này đâu mà lấy mình đi tiếp này chạy nó đã. In 200 meters, turn right. Wow, có một cái khá là hay thú vị con này. Các bạn thắng. Nó cái hình biểu tượng logo của con Viper nó lên luôn. Cái hình con rắn. Nó lên luôn đó các bạn, đây nào, đó thấy không? Hay. In 100 meters, turn left. Các bạn thấy mình thắng cái đèn lên rồi. Đó. Đã. In 100 meters, turn right. À, mình biết cái cách mà quay bánh trong này rồi. Không phải như kia mà các bạn đứng yên xe, các bạn quay bánh như mình năm được. Rồi, chơi cái này đi nè. Đó. Sẽ quay bánh rất là cao. Với kỹ năng mới này. Đốt lớp. You have arrived at your destination. Mâm miết gì đó lẹ hết trơn. Ok, tiếp tục cho championship. Rồi cho mình lấy con xe này luôn. Chơi luôn. Này đua ban đêm đó ta. Mình thích ban đêm trong game này cực kỳ đẹp. Ban ngày có lúc đẹp có lúc không, ban đêm thì đẹp lắm. Ai, Sunshine Street. Có trời mưa luôn, đường ướt luôn. Hay dạ, con này nó đã nhẹ rồi, nó đã nhanh rồi. Đường ướt nữa chắc mình trượt đi luôn quá. Đường ướt cực kỳ luôn, gần quá. Trời đường ướt kìa. À, các bạn thấy đường ướt mình thắng xe mình nó trượt về phía trước luôn không? Thôi nó diện tích cho mình. Để nó tính chứ. Và dòng bên kia có một cái đoạn đường thả. Chết tụi bay này con. Thôi đặt nó chút xíu rồi, chán vậy. Như đây sao mình vượt được. Âm vượt thôi. Rồi, ghê. Được, cực kỳ trơn. Mình chạy nhanh. Cái cuộc đua này chỉ dành diễn ra giữa hai cái hãng xe thôi, Chevrolet và Dodge. Không có hãng nào được hết. Ngoài cái con Viper này ra, ngoài cái con mà Challenger ra thì xe đồ này kia khó hai hạng thôi. Quay. Rồi hết đường này là kết thúc. Test biết nó xem mà cái đường này bao nhiêu. Đường cũng dài á. Dạ, trời. Đường mưa trơn 300 mấy. Xe như kiểu mà muốn trôi đi luôn vậy. 2 phút 19 giây. 2 phút 26 giây. Trời ngại quá. Đây. À, mấy cái quay xe, cái con xe Viper này mình quay từ cái này ra nha. Chứ không có chỗ nào cho quay đó nó mới ra được xe đó. Hên lắm quay được, đồng quay được có chục lần.
su quay hơn nữa. Quay khi nào nó ra thôi. Nó lâu trúng với con xe rác thì nó hơi nhiều. Cái gara xe lập á, xe trùng nhau rất là nhiều. Cái này hơi bị khó nè các bạn. Cái này đã từng chơi rồi các bạn sẽ biết. Bắt các bạn chạy từ đây tới kia trong bao nhiêu giây đó phải vượt qua được, cực kỳ khó luôn, siêu khó luôn. Rồi ok, thì video này mình sẽ làm gì đây. Cảm ơn các bạn hãy dõi cái video này, nhớ đăng ký kênh của mình, like cái video này và chia sẻ lên các nhà mạng xã hội với mình. Và nếu các bạn thích cái này, cái game Forza Horizon 3 này, thì các bạn hãy like và chia sẻ lên Facebook với mình ha. Comment nhiệt tình phía dưới video với mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Để chào các bạn, bye bye. Cái đua xe này để tập sau mình sẽ làm cho các bạn ha. Rồi ok, chào các bạn, bye bye.